con cần hộp đánh giày để làm gì? Dạ, để đánh giày. Hộp đánh giày bao nhiêu tiền? Dạ 500 ngàn. Mắc quá. Không mắc, con đã đến cửa hàng 4 lần rồi. Muốn cần một hộp giày chuyên nghiệp thì phải cần một hộp giày, một sim đánh giày, rồi một cỏ, rồi một khăn. Bây giờ con đã có 300 ngàn rồi, chỉ còn 200 ngàn nữa thôi. Ok, cô có thể cho con 200 ngàn. Nhưng cô sẽ ở lại đây 5 ngày. Và sau 5 ngày thì cô sẽ lấy lại số tiền 200 ngàn này. Và cô sẽ lấy thêm lời của con là 20 ngàn. Con thấy ok không? Hôm nay khai trương rồi sao? Dạ. Hộp đến giày em mua hả? Dạ không. Em mua về rồi em tự làm. Tốn hết 400 ngàn. Bây giờ còn lại 100 ngàn. Chưa ra, em trả cho chị trước. Rồi. Nhưng mà với tư cách là một người hợp tác với em á, là chị sẽ nói nè. Ở khu phố này rất là đông, nhưng mà người ta đi rất là vội vã. Và nắng, cực nắng như thế này thì họ sẽ không dừng lại để đánh giày. Với lại em ngồi trước một tiệm đánh giày rất là chuyên nghiệp như thế, thì em nghĩ em có cạnh tranh nổi không? Chị sẽ đưa cho em đi một nơi khác. Em nhìn nha, ở đây á là khách sạn cao cấp, thì chắc chắn nhiều người ở đây đều có tiền. Và trước khi họ đi ra ngoài á, họ cần một đôi giày thật là sáng bóng. Còn nữa, ở đây chưa có đánh giày tự động, nên em ngồi đây cực kỳ hợp lý luôn. Chị sẽ tặng cho em hai chữ này. Em tên gì? Cái này có ý nghĩa gì vậy chị? Em mở cửa hàng rồi thì đương nhiên phải có bảng hiệu. Và nó ý nghĩa tên của em luôn, trời sẽ phú cho em. Phải lại làm tốt chị đi nha. Dạ. Mà chị ơi, khi em tốt nghiệp, em sẽ đi tìm chị. Cái nợ của anh cho tôi gia hạn thêm 1 tháng được không? Em đi nói với tất cả nhân viên là lương tháng này sẽ chuyển vào tháng sau nha. Dạ sếp ơi, ngoài kia có người tìm sếp. Tôi ra đông người rồi, tôi không muốn gặp ai hết á. À, dạ, em lấy đưa tờ giấy này cho chị. Không ngờ dạo này em lớn như thế rồi. Em đã nói là em sẽ đến tìm chị mà. Đây, thẻ ngân hàng của em, trong đây có 7 tỷ, nó sẽ giúp được chị. Ý em là sao? Bắt đầu từ ngày đó, em đã rất là cố gắng. Và đến ngày hôm nay, em đã có thể xây dựng cho mình 3 công ty riêng. Khi mà cho chị mượn số tiền này, em muốn đòi hỏi một phần lợi nhuận. Em muốn lợi nhuận bao nhiêu? 500 ngàn. Cô sẽ lấy luôn đời con.